Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tổng hợp. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. iPhone 14 tiếp tục gọi cứu hộ nhầm. Tính năng phát hiện tai nạn crash detection của iPhone 14 vô tình gọi cứu hộ khi người dùng đi tàu lượn siêu tốc trượt tuyết gây phiền toái. Theo Colorado Sun, các trung tâm điều phối 911 ở các quận trên toàn bang những tuần qua ghi nhận sự gia tăng cuộc gọi 911 từ những người trượt tuyết sau khi iPhone 14 và các mẫu Apple Watch mới nhận nhầm hành động trượt tuyết là tai nạn ô tô. Báo cáo cho biết cuối tuần trước, những người điều phối tại trung tâm 911 của hãng Smith đã nhận tổng cộng là 71 thông báo sự cố tự động từ iPhone và Apple Watch tại 4 khu trượt tuyết ở địa phương. Không ai trong số đó gặp tình huống khẩn cấp. Cũng theo báo cáo, Grand Eagle, Pekin, Rouge và Summit, nơi có 12 ngọn đồi trượt tuyết đông khách ở Colorado, đang giải quyết số lượng kỷ lục các cuộc gọi tự động từ iPhone và Apple Watch, gây nguy cơ làm chậm phản hồi trong trường hợp khẩn cấp thực sự. Trina Dummer, giám đốc tạm thời của trung tâm 911 Summit, nhân viên điều phối phải luôn nhận và không được bỏ qua một cuộc gọi, nghĩa là ngay cả những cuộc gọi vô tình do tính năng iPhone 14 gây ra cũng sẽ được giải quyết và phân bổ nguồn lực. Trong khi đó, tại học Pekin, trung tâm 911 cũng nhận 20 cuộc gọi do iPhone 14 tự thực hiện mỗi ngày. Giám đốc trung tâm Brad Loeb cho biết người điều phối cố gắng trả lời mọi cuộc gọi, nhưng đôi khi họ chỉ nhận lại những âm thanh vô nghĩa do thiết bị đang nằm sâu trong túi của chủ nhân chúng. Trước đó, một số iPhone tự gọi cứu hộ khi chơi tàu lượn hoặc bị đánh rơi giữa đường. Vào tháng 11, Apple đã cập nhật Crash Detection để tránh nhận diện sai. Tuy vậy, theo Mark Rimmer, có vẻ như vấn đề chưa được khắc phục triệt để. Nữ hoàng ông mặc quỷ mở đầu cuộc xâm lấn châu Âu. Theo Sign Alert, theo phân tích trên, toàn bộ ông mặc quỷ xâm lấn châu Âu ngày nay có thể là hậu duệ của một con ông chúa duy nhất từ Trung Quốc. Các loại xâm lấn có khả năng lan rộng nhanh chóng ở những hệ sinh thái chưa có sự chuẩn bị sẵn, gây ra thiệt hại lớn. Ông mặc quỷ Vespa Volutina, còn gọi là ông bắp cày sát thủ, cũng không ngoại lệ. Chúng lần đầu xuất hiện ở châu Âu gần 20 năm trước và đến Anh vào năm 2016. Chúng mở rộng môi trường sống hơn 80 km một năm trong lúc săn ong mật, ruồi và côn trùng khác. Qua phân tích trên, nhóm chuyên gia từ Đại học College Cork, Ireland nhận thấy sự xâm chiếm nhanh chóng và rộng rãi của ông mặc quỷ ở phương Tây có khả năng bắt nguồn từ một con ông bắp cày duy nhất di chuyển từ Trung Quốc đến Pháp năm 2004. Sign Alert hơn 26 tháng 12 đưa tin, nghiên cứu mới xuất bản trên tạp chí Journal of Palmenotera, nhà động vật học Eileen DeLange tại Đại học College Cork cùng các đồng nghiệp phân tích 3 chim thu thập khi ông mặc quỷ xuất hiện lần đầu tại Ireland hồi tháng 4, 2021. Sau đó họ so sánh chúng với trình tự gen của ông bắp cày hiện diện trên khắp châu Âu. Tất cả đều là gen thi thể được truyền qua các thế hệ con cái. Kết quả cho thấy dòng ông mẹ ở Dublin, Ireland cũng giống với dòng ở châu Âu. Nhóm nghiên cứu cho biết nghiên cứu của chúng tôi cùng với nghiên cứu của các nhóm khác chỉ ra rằng toàn bộ quần thể Vespa Volutina ở châu Âu hiện có khả năng lên tới hàng triệu cá thể, là hậu duệ của một con ông chúa duy nhất đến từ Trung Quốc khoảng 15 đến 20 năm trước. Vết đốt của ông mặc quỷ có thể khiến một số người dị ứng, nhưng cũng không hung dữ với con người khác với ông bắp cày châu Âu. Thống kê cho thấy có 5 vật liệu đắt giá nhất thế giới. Theo Interesting Engineering, do khó sản xuất hoặc ứng dụng đặc thù, một số vật liệu có giá trị lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng nghìn tỷ Mỹ Kim cho 1 gram. Thứ nhất, phản vật chất là vật liệu đắt giá nhất trên trái đất. Dù các nhà nghiên cứu sản xuất được những lượng rất nhỏ, hiện nay không có cách nào để lưu trữ chúng. Việc sản xuất đòi hỏi công nghệ vô cùng phức tạp như ở Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu. Nếu tồn tại 1 gram phản vật chất sẽ trị giá xấp xỉ 80.000 tỷ Mỹ Kim. Giá mỗi gram là 62,5 đến 100.000 tỷ Mỹ Kim. Thứ hai, Androhydrofolarinus là phân tử fullerene, thường có thêm nguyên tử iron hoặc
các cụm ở bên trong cấu trúc hình cầu, được tạo ra lần đầu tiên vào năm 1985. Về cơ bản, adrohydrofullerene là lòng nguyên tử carbon với một nguyên tử nitơ mắc kẹt bên trong. Vật liệu này có nhiều ứng dụng trong đồng hồ nguyên tử độ chính xác cao, giá mỗi gram 145 đến 167 triệu Mỹ kim. Thứ ba, các nhà khoa học tạo ra californium thông qua bắn phá curium bằng hạt alpha. Phản ứng tạo ra nguyên tố phóng xạ với số nguyên tử là 98. Hiện nay giới nghiên cứu đã biết 10 đồng vị của californium, vật liệu có thể dùng trong điều trị một số dạng ung thư, phát hiện vàng và bạc trong quặng. Dầu còn sót lại ở nguồn dự trữ gần cạn kiệt. Californium chỉ có thể tạo ra bằng phương pháp nhân tạo trên trái đất nhưng được cho là có nguồn gốc từ vụ nổ siêu tân tinh, giá mỗi gram 10 đến 27 triệu Mỹ kim. Thứ tư, kim cương thuộc hàng vật liệu cứng nhất trên trái đất với cấp 10 trên thang mô. Kim cương hình thành ở độ sâu rất lớn trong vỏ trái đất và lớp phủ trên trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cực cao. Kim cương xanh đặc biệt hiếm và chỉ được tìm thấy ở 3 khu vực là Australia, Nam Phi và Ấn Độ. Độ cứng khiến kim cương có nhiều ứng dụng trong công nghiệp, giá 1.500 hơn 100.000 Mỹ kim một carat, tùy theo độ tinh khiết màu sắc. Thứ năm, tritium hình thành ở trung tâm lò phản ứng thông qua bức xạ lithium hoặc viên gốm chứa lithium. Đây là dạng siêu nặng của hydro. Tritium là thành phần chủ chốt để cung cấp nhiên liệu cho một số vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, tia beta do vật liệu này tạo ra rất yếu và không thể xuyên qua da người. Tritium cũng ít đe dọa sức khỏe nếu nuốt phải, giá mỗi gram là 36.267 Mỹ kim. Đạo diễn James Cameron muốn tái sinh dòng phim Terminator nếu có cơ hội. Tuy phim bom tấn Avatar The Way of Water mới vừa được công chiếu, đạo diễn James Cameron cho biết ông sẽ tái sinh dòng phim Terminator nếu có cơ hội. Theo Yahoo Entertainment, Terminator là dòng phim đưa đẩy sự nghiệp điện ảnh của đạo diễn Cameron và tài tử người Áo Arnold Schwarzenegger. Với hai phim đầu rất thành công, những phần sau không đạt được sự thành công đó. Hollywood từng sản xuất 3 phim mới, còn làm phim truyền hình nhiều tập nhưng vẫn không thu hút khán giả như hai phim Terminator đầu tiên. Trong một cuộc phỏng vấn để nói về phim Avatar 2, đạo diễn Cameron cho biết ông đang suy nghĩ tới việc tái sinh dòng phim Terminator. Ông nói điều này khi đang thảo luận về trí thông minh nhân tạo, cho rằng sẽ tập trung vào khía cạnh trí thông minh của người máy nếu có cơ hội sản xuất phim Terminator mới. Mặc dù phim Terminator mới có thể sẽ rất hấp dẫn, nhưng nhiều khán giả vẫn dè chừng vì những phim sau hai phần đầu, kể cả Terminator Dark Fate của năm 2019, không thu hút được người xem. Theo Yahoo Entertainment, phim Terminator Dark Fate là lần đầu tiên ông James Cameron, minh tinh Linda Hamilton và tài tử Arnold Schwarzenegger làm việc chung với nhau sau phim Terminator 2 Judgment Day của năm 1991. Tuy có nội dung hay và được đánh giá cao, tác phẩm của năm 2019 lại không có doanh thu cao. Mặc dù chưa biết tương lai của dòng phim Terminator sẽ ra sao, nhưng việc đạo diễn James Cameron đích thân viết kịch bản và đứng sau ống kính cho dòng phim này sẽ làm nhiều khán giả hào hứng. Mối họa từ trào lưu phẫu thuật loại bỏ mỡ má trên khuôn mặt. Theo Allure, phẫu thuật loại bỏ mỡ má không phù hợp với một số người, khiến gương mặt của họ hóp trở nên gầy gò hơn, để lại nhiều rủi ro nếu không được bác sĩ lành nghề thực hiện. Trên các nền tảng truyền thông xã hội, nhiều người dùng, đặc biệt là các phụ nữ trẻ, chia sẻ về dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ loại bỏ mỡ má. Quy trình này đã tồn tại nhiều năm, song trở nên phổ biến gần đây đối với những người thích cấu trúc gương mặt hẹp và góc cạnh. Mỡ má được dùng để chỉ vùng má ở hai bên miệng. Các thủ tục thẩm mỹ trước đây thường tập trung tăng giảm kích thước vùng má trên, chẳng hạn xương gò má. Gần đây nhiều người tin rằng loại bỏ vùng má dưới có thể khiến cho đường nét gương mặt trở nên rõ ràng, thon gọn hơn. Bà Bác Ajade, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Beverly Hills, cho biết miếng mỡ má là một túi sâu từ thái dương đến má, có tác động rất lớn đến hình dạng khuôn mặt. Tùy thuộc vào giải phẫu tự nhiên hoặc quá trình lão hóa, mỡ má có thể khiến phần dưới khuôn mặt trông lớn hơn. Mối quan tâm với dịch vụ phẫu thuật vùng mỡ má bắt nguồn từ nỗi ám ảnh của nhiều người về việc có đường xương hàm rõ nét. Phẫu thuật mỡ má là một trong những thủ tục nhanh, ít xâm lấn. Tuy nhiên, nó vẫn đi kèm với nhiều rủi ro. Để thực hiện, bác sĩ sẽ gây tê tại chỗ mổ phiếp trong miệng để loại bỏ một số mô mỡ ở vùng má. Thủ thuật gần như không thể đảo ngược, khiến một số chuyên gia lo ngại.
Theo tiến sĩ Michael Horn, bác sĩ phẫu thuật được hội đồng thẩm mỹ chứng nhận tại Chicago, phần bao quanh mở má là các mạch máu và dây thần kinh. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, các bác sĩ cần rất thận trọng để không làm tổn thương chúng. Còn tiến sĩ Rod Rogers, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở Dallas, thủ thuật này hoàn toàn là thẩm mỹ, không có bất cứ lợi ích y tế nào. Nó chỉ phù hợp với cơ địa của một số người.